Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này, thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua bộ 4 sản phẩm iPhone 13 series năm nay gồm 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, cũng như là có thể mua cân nhắc mua thêm chiếc điện thoại mới nhất của Apple bây giờ, đó là iPhone SE 2022, thì các bạn cũng có thể kích vào đường link mình đã để phía dưới phần ghim comment video này. Đường link đó thì sẽ dẫn các bạn đến website của Cellphone S. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Cellphone S qua cái đường link của mình để có được mức giá tốt nhất khi mà mua iPhone nhé. Rồi, thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hiếu Nguyễn Đức. Bạn hỏi là, bạn comment đó là: theo mình nghĩ iPhone SE 2022 chỉ là chiếc điện thoại chim mồi Apple đưa ra để tăng doanh thu bán hàng của iPhone 11 và iPhone 11 mini thôi. Mình cũng nghĩ cái comment này cũng có phần đúng đấy. Nhưng mà mình thấy là như này này. Đầu tiên là iPhone 12 mini bây giờ là một số cửa hàng còn bán hàng mới thì giá của nó vẫn tương đối là cao, nó sẽ rơi khoảng trên dưới 15 triệu. Như vậy là nó sẽ lệch hơn khoảng 2 đến 3 triệu so với cả cái SE 2022. Còn hàng cũ thì chúng ta không bàn tới nhé, không nói là hàng cũ nhé, bởi vì là nếu mà chim mồi người ta sẽ chim mồi hàng mới chứ không chim mồi hàng cũ, đúng không? Apple cũng không muốn bán hàng cũ như thế, chỉ hàng cũ chỉ có bán có lợi cho cửa hàng thôi. Thế thì với mình ấy, thì mình thấy là nếu mà làm chim mồi cho 12 mini thì là không đúng đâu. Còn chim mồi cho iPhone 11 ấy, thì thực ra là nếu mà chúng ta để ý vào tầm giá thì tầm giá của iPhone 11 mới tinh bây giờ với cả iPhone SE 2022 thì nó lệch nhau không nhiều. iPhone 11 bây giờ tại Cellphone S thì cũng loanh quanh tầm ở trên dưới 13 triệu thì cũng lệch một tí mấy trăm nghìn so với cả SE 2022 thôi. Nhưng vấn đề đây là gì? Đấy là cái iPhone 11 ý, thì nó lại nằm ở cái phân khúc điện thoại màn hình lớn hơn rồi, chứ nó không phải là phân khúc điện thoại màn hình bé. Nên là mình nghĩ là nếu mà chim mồi về phần giá bán ấy thì có thể gọi là hợp lý, chứ còn bảo là để làm cái phân khúc chim mồi thì mình nghĩ là không đúng đấy. Ví dụ nhá, ngày xưa có những cái hãng điện thoại họ ra mắt bộ 3 sản phẩm cơ. Realme họ có 3 con, Realme A, Realme B, Realme C, C chẳng hạn đấy, thì có thể là cái con A với cả con C này lệch nhau rất là nhiều tiền, nhưng mà lệch nhau rất là nhiều tiền, nhưng mà chức năng của nó thì tính năng nó không lệch nhau quá nhiều thì nó sẽ hướng vào cái con rẻ hơn. Các bạn hiểu được không ạ? Đấy, hay là ví dụ như là cái con đắt hơn đấy mà hơn rất nhiều chức năng nhưng đắt hơn không nhiều thì lại tập trung vào cái con đắt hơn. Như vậy thì cái con còn lại thì nó sẽ là cái con chim mồi. Các bạn có thể search là điện thoại chim mồi trên kênh Dương Dê, là mình đã có một cái video phân tích rất là kỹ về cái điều đó. Đấy, nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ là SE 2022 bạn nói này có phần đúng thôi chứ không phải đúng hoàn toàn. Mình nghĩ là ở đây là chủ yếu nhá, là thứ nhất là Apple muốn tiết kiệm chi phí này, đúng không ạ? Đặc biệt là cái chi phí nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là tận dụng linh kiện cũ, nhưng mà đấy chỉ là một phần rất là nhỏ thôi. Bởi vì là linh kiện cũ mình nghĩ là Apple họ cũng hết từ lâu rồi, cũng chả phải là tận dụng lại đâu. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Đấy là không cần phải nghiên cứu để ra một cái sản phẩm mới tinh. Các bạn cứ tưởng tượng là nghiên cứu để mà ra một cái sản phẩm mới tinh ấy, nó mất rất nhiều tiền luôn, mất nhiều tiền khủng khiếp luôn, có thể là hàng tỷ đô, đúng không ạ? Đấy, trừ khi là đi ăn cắp nhé, trừ khi đi ăn cắp đấy, như một số hãng mà mình không tiện nói tên ở đây. Chứ còn lại thì cái vấn đề là Apple sẽ tiết kiệm chi phí nghiên cứu sản phẩm mới này, và vấn đề thứ hai rất là quan trọng, đấy là Apple muốn hớt cả cạn. Nghĩa là sao? Nghĩa là họ muốn tập trung vào cái phân khúc điện thoại màn hình rất bé và giá nó phải hợp lý. Ví dụ như là 12 mini hay 13 mini cũng là phân khúc điện thoại màn hình bé đấy, nhưng mà giá nó vẫn cao, đúng không ạ? Nhưng mà đây họ muốn là nhấn mạnh vào phân khúc màn hình bé nhưng mà giá nó phải tốt hơn. Mình không nói là SE 2022 rẻ, nhưng mà mình nói là giá nó sẽ tốt hơn. Đấy, đấy là vấn đề mà Apple muốn vào phân khúc đấy. Các bạn cứ tưởng tượng như này này. Bây giờ nếu mà 10 người mua điện thoại, chỉ cần một người mua điện thoại màn hình bé thôi, nó đã là 10% rồi, đúng không ạ? Trong khi đó thì bây giờ các hãng điện thoại Android gần như là bỏ hết phân khúc điện thoại màn hình bé rồi. Có chăng ví dụ như là ông Samsung ấy, chúng ta bảo là S21 là cái chiếc điện thoại màn hình bé của Samsung, nhưng hãy để ý đi, nó hơn 6 inch, nó 6,7 inch đấy, chứ không phải là bé như kiểu là 4,7 inch như kiểu Apple. Như vậy chỉ cần 10% cái thị phần đấy thôi là các bạn biết được là cái số lượng nó khủng khiếp, nó khổng lồ như thế nào rồi, đúng không ạ? Hay là ví dụ như là một cái chiếc điện thoại của Apple đời mới, ví dụ như kiểu 13 series chẳng hạn, có những chiếc bán được cả mấy chục triệu máy, có những chiếc bán được cả trăm triệu máy. Nhưng bây giờ các bạn cứ thử tưởng tượng xem, một
chỉ cần 1 triệu thôi, 1 triệu chiếc máy SE 2022 được bán ra thôi. Với mức giá như thế thì các bạn biết là bao nhiêu rồi, đúng không ạ? Mấy trăm triệu đô rồi. Đúng là mấy trăm đô một cái mà. Đúng là mấy trăm triệu đô. Hay là 10 triệu cái thôi đã là hàng tỷ đô về doanh thu rồi nhá, không nói là doanh thu rồi. Đấy. Nó quá khủng khiếp luôn. Nên là rõ ràng là Apple không thể bỏ qua phân khúc này được. Đấy, phải vào phân khúc này. Được chưa? Đấy, đấy, đấy mình nghĩ là đấy là lý do chính. Chứ còn chim mồi thì nó là một phần bé thôi, chứ mà bây giờ mình nghĩ là họ cũng chả muốn chim mồi để mà bán 11 với 12 mini đâu. Đấy, nhưng mà như cái cách mà chúng ta hay phân tích thì cũng có thể là một lý do. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Phương Minh. Bạn hỏi là cho cháu hỏi là học sinh thì có nên mua SE 2022 hay không? Chúc chú và gia đình sức khỏe. Không nha bạn nhé. Học sinh mình nói là không. Bởi vì sao? Bởi vì những lý do như này. Thứ nhất, đấy là học sinh không cần phải có một cái điện thoại nó quá đắt tiền như thế. Tất nhiên, nếu bạn nhà bạn giàu thì mình cũng không muốn dạy bạn cách tiêu tiền, đúng không ạ? Nhưng mà với mình thì mình quan điểm là như vậy. Bây giờ đây là mình đang nói cho đại đa số học sinh nhé, chứ mình không nói cho một số những học sinh mà quá giàu, quá đặc biệt thì mình không nói, được chưa? Đấy. Cái điểm thứ hai nữa, đấy là đối với cả nhu cầu học sinh ý, thì mình nghĩ là với một cái điện thoại bé như thế này cũng như là pin của nó tương đối yếu, thì kể cả hiệu năng có mạnh đến bao nhiêu chăng nữa, thì với cái việc nếu mà chẳng may bạn sử dụng điện thoại và trong vấn đề học online đi, thì chắc chắn là sẽ không thoải mái đâu. Nên là nếu với học sinh thì mình sẽ ưu tiên là mua một cái điện thoại màn hình lớn, pin nó phải tốt, cấu hình ở mức độ vừa phải cũng được, không cần phải quá mạnh mẽ. Đấy, nhưng mà làm sao để đáp ứng được tốt nhất cho cái nhu cầu học tập. Còn ví dụ như mình ý, thì với con mình thì quan điểm của mình đấy là phải đi học cấp 3 trở lên thì mình mới cho sử dụng smartphone. Còn lại thì con mình bây giờ vẫn đang sử dụng điện thoại cục gạch bình thường mà. Còn nó vẫn sử dụng các cái thiết bị máy tính bảng các thứ nhá, nhưng mà chỉ được sử dụng trong học online thôi. Với cả cơ bản là mình giáo dục con từ bé nên thành ra là mình nó tự ý thức được cái việc là khi nào nó cần sử dụng và khi nào không. Mình chỉ cần bảo là con ơi, tắt iPad đi, học xong rồi tắt iPad đi cho ba. Tự động tắt, tự động mang vào cho mình. Đấy, thì mình nghĩ là cái này chủ yếu sẽ đến từ phần chúng ta để ý một chút đến con cái được thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Quân Anh bạn hỏi là dưới 3 triệu giờ có quá ít sự lựa chọn. Theo anh, tại sao các hãng không còn tập trung vào phân khúc này như vài năm trước? Trong tầm giá đó, Realme C21i có phải là điện thoại mới chính hãng tốt nhất về camera và hiệu năng đúng không ạ? Thực ra là mình cũng không nghiêng về C21i đâu, vì mình thấy là cấu hình rất là bình thường thôi. Đấy. Và bạn Phú Quý Mai Lê, bạn ấy có comment đó là do tiền Việt mất giá, lạm phát thôi ông. Hồi đó tôi mua hủ tiếu 5.000 ăn bể bụng, bây giờ một tô hủ tiếu 10.000 không biết ai bán không. Rồi, thực ra ấy, làm comment này cũng có một phần đúng, chính xác là như vậy đấy. Nhưng mà mình thấy là như này này, trước đây cái phân khúc 3 triệu thì Xiaomi họ nhấn rất mạnh vào cái phân khúc đó. Đó là những cái sản phẩm như kiểu là Redmi 9T hay là Poco M3. Nhưng mà nó bị phốt nặng quá, đây phốt đột tử. Đấy, vấn đề là như vậy. Sau này thì cũng có nhiều hãng họ vào cái phân khúc 3 triệu này, nhưng mà mình thấy là nó không thành công. Và cấu hình thì cực kỳ là cùi. Chỉ có mỗi con Redmi 9T và Poco M3 là mình thấy là cấu hình được thôi. Sau này nữa thì có một con nữa, nó cũng mình nghĩ là cũng ổn đấy. Đấy là khoảng 3,5 triệu. Thì nó là cái con Bphone A40. Nhưng mà con này vì cái cách làm truyền thông của BKV mình thấy là buồn cười quá, nên thành ra là con này không được nhiều người quan tâm. Nhưng mà con này là một con mình đánh giá là được nhá. Mình chẳng hiềm khích gì với cả BKV cả, nhưng mà rõ ràng là mình thấy là con này là được đấy. Hay là trước đây thì cũng có một số những sản phẩm Techno, ví dụ Techno Pova 2 đấy, là viên pin 7.000 mAh, giá 3,5 triệu mình thấy là cũng được. Nhưng mà thời gian gần đây thì đúng thật là mình thấy là ít hãng lấn sân vào phân khúc này, mà chủ yếu là phân khúc 4 triệu trở lên là mình thấy rất là sôi động. Ví dụ như là Redmi Note 11 cái thứ là cực kỳ sôi động luôn. Nói chung là từ 4 triệu trở lên thì cực kỳ là sôi động, nhưng mà 3 triệu bây giờ là hiếm hơn. Bởi vì thứ nhất là tỷ giá thì các bạn cũng biết rồi đấy. Đấy đúng không ạ? Lạm phát nó cũng ảnh hưởng này. Xong rồi nó còn liên quan đến cả vấn đề về linh kiện nữa. Các bạn cứ tưởng tượng là linh kiện bây giờ đắt hơn ngày xưa rất là nhiều chứ. Do dịch bệnh cái thứ, đúng nào? Linh kiện cái thứ đắt hơn. Và tiếp tục nữa đấy là điện thoại bây giờ là các cái đồ của về điện thoại nó ngon nghẻ hơn ngày xưa. Đấy, các cái phần cứng của nó cũng sẽ ngon nghẻ hơn, nên thành ra là nó cũng khó có thể lựa chọn là một cái điện thoại nào mà giá tầm 3 triệu mà là ngon được. Đấy là các hãng họ ít ra những sản ổn trong tầm giá 3 triệu, còn bây giờ dưới 3 triệu thì thấy là toàn lựa chọn cùi bắp thôi. Ngày xưa có Vsmart thì chúng ta thấy là có một số những con rất là ổn, ví dụ Vsmart Joy 4 cái thứ là ổn ấy. Nhưng mà rất đáng tiếc Vsmart rút lui khỏi thị trường Việt Nam là mình thấy là một cái sự đáng tiếc không hề nhẹ. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Annie. Bạn hỏi là anh Dương cho em hỏi,
những chiếc iPhone flagship dòng Pro Max thì sau này hết đát thì không hỗ trợ cập nhật iOS thì có thể sử dụng làm gì được không? Ô, chúng ta có thể sử dụng được smartphone làm rất nhiều việc chứ. Chúng ta có thể tận dụng nó làm cái đồng hồ báo thức này. Được chứ, ai mà không được. Chúng ta có thể sử dụng nó để làm một cái điều khiển nhà thông minh này. Ví dụ như nhà thông minh của mình bây giờ là một mình điều khiển bằng một cái máy tính bảng Nokia T20 với cả mình sử dụng một cái điện thoại rất là cũ rồi, iPhone 6S của vợ mình từ ngày xưa ấy. Đấy, để mà mình có thể bật tắt điện các thứ ở trong nhà. Ô, tận dụng được ấy chứ, đúng nào. Chúng ta có thể sử dụng tận dụng làm một cái máy ghi âm. Ô, được ấy chứ, ai mà không tận dụng được, đúng nào. Tận dụng làm một cái máy ghi âm. Chúng ta có thể tận dụng làm một cái thiết bị để chúng ta có thể xem phim khi mà thiết bị chính chúng ta hết pin. Đấy, kiểu như thế. Nghĩa là chúng ta có thể sử dụng được, tận dụng được nó trong rất nhiều thứ. Chúng ta có thể sử dụng nó để mà thay cho một cái bản đồ, đúng nào, chúng ta xem bản đồ được chứ, đúng nào. Dòng Pro Max bây giờ các bạn yên tâm, sau này vẫn có thể xem tốt. Nghĩa là chúng ta có thể sử dụng nó là rất nhiều việc. Hay chúng ta có thể sử dụng nó làm một cái đèn pin đi. Đèn pin được mà, nó có đèn flash mà, đúng nào. Đấy, nên là cái việc tận dụng smartphone cũ cũng là, mình nghĩ là cũng là một cái vấn đề rất là thú vị chứ. Những cái smartphone rất cũ rồi các bạn đừng bán nó đi. À đừng vứt nó đi, quên mất, đừng vứt nó đi. Một là các bạn cho, biếu, tặng. Hai là các bạn có thể tận dụng nó làm những cái việc như mà mình vừa nói. Đấy, mình có thể cho con trai của mình sử dụng một cái điện thoại rất là cũ rồi, ngắt kết nối internet các thứ đi, không cho nó truy cập internet các thứ, để cho nó làm những việc như vậy, làm cái đồng hồ báo thức cho nó, lúc nào thế mình thấy là cũng ổn đấy chứ. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến bạn Hồng Phúc Nguyễn Văn, bạn hỏi là: anh ơi, em muốn mua con điện thoại nào 256GB giá tầm 10 triệu tới 13-14 triệu thì nên mua con nào hả anh? iPhone, Samsung thôi anh ạ, mong anh trả lời. Nếu mà như thế này thì mình nghĩ là bạn nên mua Galaxy S20 Ultra bản bộ nhớ trong cao, hoặc là bạn có thể mua Galaxy Note 10 Plus thì nó chỉ tầm khoảng 10 triệu thôi. S20 Ultra bộ nhớ trong cao chẳng phải 14 triệu đấy. Còn Note 10 Plus thì mặc định nó đã là 256GB rồi thì ở trong cái tầm giá đó. Còn iPhone thì nếu mà iPhone bộ nhớ trong cao thì bạn mua iPhone 11 cũ. Bộ nhớ trong cao nhưng mình nghĩ là cũng không hợp lý lắm. iPhone 11 cũ đấy mà bây giờ thì chúng ta lại lăn tăn nhiều vấn đề, ví dụ như là không có 5G hay là vấn đề về màn hình của nó chưa đẹp các thứ, đúng không ạ? Thì mình nghĩ là nếu mà như thế này mình sẽ ưu tiên mua Samsung hơn, tiết kiệm tiền hẳn để mua Note 10 Plus, còn nếu không thì mua S20 Ultra. Đấy, thì đấy là quan điểm của mình. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.